Miến xin được gửi lời chào quý vị khán giả của chương trình Bạn Khỏe Không. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:35 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại hai vị khách mời cùng đến với Bạn Khỏe Không. Xin được giới thiệu với quý vị bác sĩ dinh dưỡng Vĩnh Niên và xin được giới thiệu diễn viên Phương Linh. Xin được chào bác sĩ và xin chào diễn viên Phương Linh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề mà Phụng Yến nghĩ là cũng rất là nhiều quý vị khán giả quan tâm. Đó là cái cách để mình ăn uống nè, cũng như là chăm sóc cơ thể như thế nào khi mà mình thường xuyên đi công tác xa nhà. Không biết là Phương Linh có thường xuyên đi công tác xa nhà hay không nè? Theo cái tính chất công việc của em á, thì em rất là thường xuyên đi xa. Với lại là em cũng là một người thích di chuyển, thích du lịch nữa, nên là em đi suốt. Rồi lúc đó mình đi như vậy mình có thấy là cái sức khỏe của mình nó ổn định không, hay là nó gặp phải nhiều cái vấn đề? Dạ, đi du lịch á thì khỏe lắm, đi chơi đi ăn không à. Nhưng mà khi đi làm á thì hơi mệt. Dạ, tại vì cái tần suất đi làm nó dày á, không có cái thời gian để mình nghỉ ngơi, nên là em cũng nhiều lúc em cũng đuối lắm á. Cho nên là khi mà mình đi công tác xa nhà thường xuyên, mình cũng cần rất là lưu tâm đến sức khỏe của mình. Dạ, một cái chế độ ăn uống ra sao, rồi chăm sóc cơ thể như thế nào. Nhưng mà trước tiên á thì xin mời diễn viên Phương Linh nè, xin mời bác sĩ Vĩnh Niên và mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một tiểu phẩm ngay sau đây quý vị nha. Anh đang chuẩn bị đồ để chiều nay đi công tác á hả? Đúng rồi. Ủa sao em dậy sớm vậy? Tối làm gì trễ mà sao ngủ thêm chút nữa đi. Em ra để coi anh cần giúp gì không, em giúp. Thôi được rồi, mình làm được rồi mà. Để em coi nha. Ủa mà anh đi công tác có 3 ngày sao anh đem vali giờ túi đồ nhiều dữ vậy? Rồi đem theo mấy bánh kẹo quá trời luôn. Bộ ngoài đó không có bán mấy cái này ha anh? Vừa rồi anh đi công tác có 2 ngày à, mà anh về anh bệnh cả tuần luôn. Bởi bây giờ anh có kinh nghiệm rồi đúng không? Đem đầy đủ hết luôn. Anh có đem theo áo lạnh nè. Rồi quần áo có đem theo đồ đen để về phối đồ nè. Rồi bánh kẹo thì anh đem theo để có lỡ mà giờ chuyến bay á, với lại có hộp gấp á, anh ăn đỡ lót dạ, đỡ đói. Nhưng mà em vẫn thấy thiếu. Thiếu gì ta? Thuốc nhỏ mắt nè. Anh hay thức đêm thức hôm làm việc á, rồi mắt anh nó mỏi. Với lại á, em sẽ để hờ cho anh trong đây nè, thuốc đau bao tử. Chứ anh ăn bánh kẹo vậy đâu có tốt đâu. Em sẽ để ngũ cốc vô cho anh. Với lại anh nhớ em dặn nè. Em dặn là không được uống rượu bia nhiều. Thời gian rảnh á là nghỉ ngơi, còn không la cà quán này quán kia. Và quan trọng á là tối ngủ giờ phải thức dậy phải nhắn tin cho em trước, đúng không? Nhưng mà vẫn còn thiếu. Thiếu gì nữa ta? Mua quà cho em nữa. Điều đó chắc chắn rồi. Chắc là sau này khi mà em đi làm á, em cũng học theo cái anh trong cái clip này là em phải đem theo đồ ăn quá. Ngũ cốc nè, phải bánh mì nè, mọi thứ phải bỏ sẵn để khi nào mình đói hay là mình mệt mình có cái để ăn. Yeah. Vậy thì mình cần chú ý những cái loại thực phẩm nào để chuẩn bị khi mà chúng ta thường xuyên đi công tác xa nhà thưa bác sĩ? Khi mà chúng ta đi công tác xa nhà đó, thường thường chúng ta sẽ có cái khoảng khung thời gian chúng ta sẽ bị xáo trộn. Chúng ta có thể không còn ăn đúng bữa nữa. Rồi cái thực phẩm, cái món ăn ở cái vùng chúng ta đến đó, đôi khi nó cũng không phải là quen thuộc chúng ta. Và nó nhẹ thì nó chúng ta có thể là ăn không cảm giác ngon, rồi chúng ta ăn ít đi. Nặng hơn nữa thì có thể gây ra khó chịu đường ruột, thậm chí là rối loạn tiêu hóa nữa. Bên cạnh đó khi mà mình đi công tác như vậy đó, đôi khi vì lý do thời gian như nãy Diệu Linh có nói á, khi mình chỉ ăn đâu đó quán xá này không có bảo đảm về an toàn thực phẩm nữa, thì nguy cơ nó càng cao hơn nữa. Thường thì em thấy là đôi khi là khi mà làm mệt mỏi xa nhà mà không có ăn uống được, người ta hay sử dụng nhiều cái nước tăng lực, cảm thấy là hơi buồn ngủ chút xíu cũng uống lon nè, rồi cảm thấy là căng thẳng quá phải chuẩn bị cho cuộc họp đó cái uống thêm nè. Thì em nghĩ là nếu mà mình lạm dụng nước tăng lực quá thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe của mình, phải không ạ? Đúng vậy. Thực ra thành phần nước tăng lực á, chủ yếu trong đó vẫn là đường, ngoài ra có thêm một số chất khác, trong đó có caffeine. Thì mình dùng đường á, thì chắc chắn nó không tốt cho sức khỏe mặt lâu dài, có nguy cơ dẫn đến đến béo phì hoặc là đái tháo đường nữa. Còn cái caffeine á, thì nó thể gây ra mất nước, bởi vì nó làm chúng ta thể đi tiểu nhiều hơn, bị mất nước.
Cái đó mình có thể càng mệt hơn, tức là lúc mình uống mình cảm giác khỏe mà sau đó mình có thể mệt mệt hơn. Vậy thì nếu mà mình không có dựa vào cái nước tăng lực thì mình có những cách thức nào để cơ thể mình nó tỉnh táo hơn, nó đủ năng lượng hơn để mình làm việc trong những lúc xa nhà như vậy không ạ? Thực ra thì cái việc mà chuẩn bị công tác á, nó không phải là ngay thời điểm ở đâu mà mình có thể phải chuẩn bị từ trước rồi. Tức là trong cuộc sống thông thường của mình á, mình nên có cái chế độ ăn lành mạnh, điều độ các loại chất. Khi đó mình đã xây dựng được cơ thể mình, xây đắp cơ thể mình khỏe mạnh đó, thì khi đi công tác mình lúc nào cũng ở cái sức khỏe có thể gọi là tối ưu. Đến nơi công tác vậy mình có thể chọn lựa cái việc ăn uống, những món ăn mà mình nghĩ rằng phù hợp, cái địa điểm ăn mà mình đáng tin cậy, thì mình sẽ giữ được sức khỏe trong quá trình mình đi xa nhà như thế. Cái việc bổ sung vitamin ví dụ như dạng viên uống hay là viên sủi khi mà mình đi công tác thì sao thưa bác sĩ? Thực ra thì nhu cầu cơ thể chúng ta thì cần đủ các loại chất. Do đó việc bổ sung vitamin thì nếu mà chúng ta ăn đầy đủ các loại thức ăn, đặc biệt là các loại rau quả đó, thì nó sẽ giúp chúng ta vừa có vitamin, vừa có chất khoáng và cũng như những thành phần dinh dưỡng khác có sẵn trong các loại rau quả. Thì nó sẽ tốt hơn. Người ta cũng nói là khi mà cái chất dinh dưỡng nằm trong nguyên vẹn cái thực phẩm á, thì nó tốt hơn. Nói chung là ăn là tốt nhất, chịu khó ăn nhiều rau xanh, ăn trái cây. Mà mình em thấy là cái giấc ngủ cũng rất là quan trọng. Không biết là Phương Linh khi mà đi công tác vài ngày vậy, ngồi tàu xe nhiều này ha, nhiều khi ngồi máy bay như vậy ha, thì những cái chặng giữa đó, lúc mà xe chạy tàu chạy máy bay bay, thì có ngủ được cái giấc ngắn không? Dạ thực ra thì em hơi bị khó ngủ. Khi mà mình lên tàu, mình lên máy bay á, thì thường là thứ nhất là đông, thứ hai là bay ban ngày thì sáng mình cũng không ngủ được. Rồi có một số khi mà em đi là quay, ví dụ như 6 giờ sáng bắt đầu vô đoàn quay thì nhiều khi nó bị trễ thời gian, là không có thời gian nào hết, chỉ có tắm rửa ngủ một chút xíu rồi đi quay tiếp. Còn một ý thì thấy là nhiều người khuyên á, là ví dụ như là đi công tác như vậy thì mình nên chuẩn bị làm sao có thể có được những cái giấc ngủ ngắn. Ví dụ như là mình chuẩn bị những cái gối đeo cổ nè, hay là có thể là nếu mà lạnh quá thì phải có đồ để mặc cho ấm, giữ ấm, hoặc là kê cho êm ái, làm sao mà mình có thể tranh thủ mình ngủ được lúc nào hay lúc đó. Nhiều khi đi quay phim phải theo đoàn thì bất đắc dĩ thôi, nhưng mà lúc nào mà mình tranh thủ được thì mình ngủ được là cơ thể mình nó hồi phục được liền, đúng không? Sau đó cho nên là không chỉ chúng ta chú ý đến bữa ăn mà còn phải chú ý đến giấc ngủ nữa. Và còn thêm những cái yếu tố nào để mình có thể hồi phục cơ thể nữa không thưa bác sĩ? Mình có thể tranh thủ mình vận động, ví dụ ở những nơi mà mình nếu mình có thời gian như Linh nói nãy, thì đúng là công việc nó quá tải áp lực thì chắc là khi đó mình cũng phải gọi là chiều theo công việc. Nhưng mà khi mà mình có thời gian thì mình coi cái vùng đó mình có thể những địa điểm nào mình thư giãn được, thì nó cũng là một cách để chúng ta giải tỏa được bớt cái áp lực của công việc. Dạ, nếu mà mình tập nguyên một bài một tiếng không được thì mình có thể là vươn vai vặn mình trước sau, hoặc là nghiêng lườm trái lườm phải, hoặc là sáng đó tranh thủ chạy bộ được 15 phút, miễn sao là cơ thể của mình nó vận động chút xíu. Không biết là Phương Linh có hay vận động như vậy khi mà theo đoàn không? Dạ khó quá hả? Em thì thiệt sự ra là chỉ có vô đoàn là em giỡn thì em vận động thôi. Giỡn thực ra là cũng là một cái cách, đúng không? Giống như chồng người này người kia thì có đó. Nói chứ nếu mà mình không có thời gian thì mình có thể tập hít thở tại chỗ, mình ngồi mình hít thở thư giãn để mình lấy năng lượng cũng được. Nói chung là vận dụng mọi cách thức để làm sao là cơ thể có đầy đủ năng lượng để mình vượt qua những cái thời gian công tác khó khăn đó. Cảm ơn Phương Linh rất là nhiều, và xin được cảm ơn bác sĩ Vĩnh Niên đã chia sẻ nhiều điều hữu ích cùng với chương trình Bạn Khỏe Không. Và Phùng Yến cũng xin được gửi lời chúc đến quý vị khán giả là dù chúng ta có bận rộn đến thế nào, có đi công tác xa và lâu ra sao, thì mình vẫn chăm chút giữ được cho mình một sức khỏe thật là tốt, cũng như là tinh thần lạc quan để chúng ta làm việc thiệt là hiệu quả quý vị nha. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình Bạn Khỏe Không. Và đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng ta, 19:35 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Phùng Yến, bác sĩ Vĩnh Niên và diễn viên Phương Linh xin được gửi lời chào tạm biệt quý vị, và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau. Khi rụng tóc là một tình trạng bình thường, một ngày một người thì rụng từ khoảng 50 đến 100 sợi, thì đó là tình trạng rụng tóc bệnh lý.